quý vị và các bạn. Bây giờ thì Lương sẽ hướng dẫn cho các bạn và bà con biết rằng để phân biệt cái giống Musangking là như thế nào. Để cho những nhà vườn mà mới trồng lần đầu tiên á, các bà con có biết được là giống Musangking, giống sầu riêng Thái Dona hay là giống ri sáo thì nhìn thế nào để phân biệt được là cái đó là cái loại giống nào. Đối với những người bà con mới trồng ha. Và bây giờ thì Lương sẽ cho bà con biết được là mình phân biệt như thế nào để biết được luôn là mình nhìn cái bộ lá là mình biết ngay đó là cái loại giống nào. Đầu tiên là bên Lương là có cái cây Musangking, bên cạnh Lương là cái cây Musangking. Cây này thì hơn 1 năm tuổi. Rồi bây giờ mình sẽ quay gần lại cho bà con xem. Với cây Musangking á, thì bà con đầu tiên bà con thấy là một cái điều là cái bộ tán nó đều, tức là bà con ít có chỉnh tán hơn cái sầu riêng ri sáo. Cái ri sáo á là cái bộ tán đôi khi nó không đều, bà con phải chỉnh tán. Nhưng đặc biệt cái giống Musangking nha, là khi mình trồng á là xuống cái bộ tán nó tự phát đều luôn. Nhìn bên ngoài rất là tròn tán, cành cọt nó đầy đủ luôn. Mình chỉ tỉa cành làm sao để cho nó đều cành á. Ví dụ cành nhiều quá là mình tỉa bớt cho nó đều. Ở đây mình đã tỉa hết rồi, không? Ở đây nè, không? Ở đây không? Tỉa nè, nó tròn tán luôn. Còn ở trên này mình đã bấm ngọn. Ở trên cái ngọn mình đã bấm ngọn rồi. Mình không cho cái ngọn quá lên cao gì cái bộ cành để nó nuôi cái bộ cành bên dưới. Đây, cái lá Musangking mà con thấy một điều đó là nó đều. Tức là cái bộ lá là nó lá từ trong ra ngoài nó đều, nó nhỏ lá mà nó thon lá. Mà con thấy là từ ở bên trong ra tới bên ngoài luôn. Điển hình như cái cành này. Con thấy là từ bên trong ra tới bên ngoài cái bộ lá nó đều rang luôn, nó nhỏ nhỏ thon thon, chứ nó không giống sầu riêng ri sáo là cái lá bên ngoài nó to rồi bên trong nó nhỏ, giống như sầu riêng Thái cũng vậy, cái lá đầu tiên nó mở to nhưng từ từ nó già nó nhỏ lại. Nhưng riêng Musangking là như vậy. Bây giờ mình sẽ đi một góc rộng ra để bà con thấy được cái tán sầu riêng Musangking. Cái tán cái sầu riêng của mình nó rất là tròn. Bản thân nó là cây nào trồng nó cũng tròn tán hết trơn á, nó rất là nhiều cành luôn, mình chỉ tỉa cành cho nó phân tán cho nó ok hơn. Bà con thấy không, cái tán rất là tròn. Cây này hơn 1 năm, có 1 năm rưỡi tuổi thôi. Thì mình đã cho Lương đã cho bấm cái ngọn rồi, bấm cái ngọn để nuôi cái dàn cành dưới. Con thấy rất là đẹp không? Rồi bây giờ Lương sẽ hướng dẫn cho bà con biết cái cách để phân biệt sầu riêng ri sáo không? Mời bà con. Rồi bây giờ thì đứng bên cạnh Lương là một cây sầu riêng ri sáo. Bây giờ cây sầu riêng ri sáo hiện tại cây xe đang nuôi trái. Thì sầu riêng ri sáo thì cái bộ lá như thế này nè. Đây mình sẽ quay góc gần lại cho bà con xem. Cái bộ lá của sầu riêng ri sáo là mình thấy là nó dày, và cái lá thì nó tròn, nó tròn, cái đuôi nó không dài, cái đuôi nó vừa phải, nó không dài, thì cái bộ lá tương đối nó cũng đều từ trong ra ngoài, nhưng cái lá nó cũng nhỏ lá thôi, nó không dài như cái lá Musangking. Cái lá Musangking nó dài, nó thon và nó mỏng hơn. Đây là cái lá của ri sáo này, bà con nhìn thấy ha. Cái lá của sầu riêng ri sáo là nó tròn, nó dày, và nó ngắn lá. Cái ri sáo đặc biệt là khi mà cái cây vô nuôi trái nó hay bị giật lá, giật cái đuôi lá, nó cháy trái mép lá, do là cái dinh dưỡng nó tập trung nó nuôi trái, nó hay giật lá tình trạng đó. Tuy nhiên cái cây càng nhiều lá thì nó ít càng giật lại, mà cái cây ít lá nó càng giật lá nhiều hơn. Đây là cái cây đang nuôi trái, khu vực cái cây đang nuôi trái của sầu riêng ri sáo. Và cái cây này anh em kỹ thuật của công ty Bà Tốt cũng chăm sóc từ trước đến giờ, sử dụng trọn bộ sản phẩm của công ty Bà Tốt luôn. Bây giờ mình sẽ đi, Lương sẽ đưa bà con đi xem cái sầu riêng Thái. Ok, mời bà con đi xem cây sầu riêng Thái ha. Rồi các bạn, cái bên Lương đây là một cây sầu riêng Thái. Đây là sầu riêng Thái, sầu riêng Dona, còn gọi là sầu riêng Dona. Thì bà con thấy cái bộ sầu riêng Thái á, cái cây này á là cái cây hồi trước cũng đặt lìa rồi, nó cũng sắp chết rồi, không? Nhưng mà cứu lại được. Là bây giờ mình bấm ngọn lần đầu tiên, bấm ngọn lần đầu tiên, lần thứ hai nó lên, và tiếp tục mình bấm, mình giữ lại một ngọn chính. Bây giờ cái sầu riêng Thái á, bà con thấy là cái ngọn nó đi rất là mạnh. Khi mà cây nó phát triển tốt á, rễ khỏe, nó cái ngọn đi rất là mạnh, nhìn nó rất là phê. Rồi cái bộ lá sầu riêng Thái nè, bà con thấy nè, cái lá nó to, cái lá sầu riêng Thái nó to mà nó dài, nó to nó dài, nó bẻ nó bự. Tuy nhiên thì càng về già thì cái lá nó càng nhỏ lại. Bà con có thấy không, cái hàng mà lá bên trong nó càng nhỏ dần lại, tức là lá càng già thì nó càng nhỏ. Đây lá ngoài trong nó nhỏ này, ở trong nó nhỏ không, nhưng mà cái bẻ ngoài nó bự nè, tức là lá non nó sẽ to và nó nhỏ dần lại. Cái bẻ lá rất là bự, rất là to. Mà cây mà mình chăm sóc phát triển tốt á, ngọn đi rất là mạnh. Cái này có hơi bị rầy đánh nè. Bị rầy đánh không? Nhưng mà cây rất là khỏe. Không, đây là cách mà để Lương vừa rồi là Lương hướng dẫn cho bà con cái cách mà để phân biệt được sầu riêng Thái, sầu riêng ri sáo và sầu riêng Musangking. Thì để bà con có thể chọn được một cái giống tốt á, một cái cây giống tốt mà trồng á, thì bà con đầu tiên là bà con phải chọn một cái cây giống nó không, cái gốc nó không quá to, nó rơi vào khoảng tầm 1/2, 1/5
Và đặc biệt là cái ngọn nó không quá cao, nó vừa phải thôi, nó tầm khoảng 3 cây đọt là đẹp. Và tốt nhất á, bà con nên trồng có một cái sầu riêng có bầu bự, bầu to. Còn hoặc là bà con lấy cái giống sầu riêng về á, cái bầu nhỏ nhưng bà con sang bầu, bà con vô thêm đất vô. Tại trong cái bầu nhỏ là sơ dừa là chính. Mình vô thêm đất mình sang cái bầu lớn và để đó nó ra một cái cơ rễ nữa, để tầm 2 tháng rễ nó ra bà con trồng xuống là rất là ok luôn. Rồi, để mà bà con chưa, đối với bà con mà chưa có làm vườn á, lần đầu tiên làm vườn á, bà con muốn được hỗ trợ và tư vấn, bà con cứ gọi lên số điện thoại phòng kỹ thuật của hotline trên số màn hình của Nông nghiệp Ba Tốt. Anh em kỹ thuật của công ty Ba Tốt sẽ hỗ trợ bà con, tư vấn bà con tận tình về cách chọn giống, về cách làm thế nào để thiết kế cái vườn mình là có hệ thống tưới, về chọn giống, về hệ thống tưới và bón lót hay là chăm sóc sầu riêng, hoàn toàn miễn phí, tư vấn cho bà con hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại bà con ở video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Vàng cây rồi thời gian anh Lương đưa cho cái công thức sản phẩm xài thì thấy nó có hiệu quả, bộ rễ nó phát triển tốt mà dàn né nó xanh nó dày nè, đột ra rất là mạnh luôn. Số này anh cộng thêm với lại cái Tano 01. Một số này anh cứ từ thời gian anh một số này anh cho khoảng mười mấy phi thôi. Mười mấy phi tự vì anh xài theo cái kiểu đặc để anh không có thời gian đấy. Đó anh tưới lại nước để cho xuống. Mới xài khoảng 3-4 gói Tano 01 gì đấy. Rồi vôi thì thời gian anh khuẩn vôi với lại cái em đồng ấy, đồng hữu cơ. Đồng hữu cơ anh cho pha vôi anh sát khuẩn dưới. Sát khuẩn ở dưới và thời gian sát khuẩn trong dàn cây nó phục hồi hẳn lại, nó xanh lại luôn, nó xanh rồi. Thời gian đó là anh cho xài mấy cái xô này trên phun đốc tờ xanh rồi nano bờ lắc đấy, nhiều thứ quá, thành thử ra anh cũng không có mấy thứ này, anh cũng không nhớ được. Mỗi lần anh Nương gửi cái công thức về cho anh, lần nào anh xài lần đó. Sát khuẩn xong rồi bắt đầu anh với em dùng cái Talo 01 với xúc phe trong này để anh đổ gốc phục hồi rễ. Phục hồi rễ lại là anh thấy nó khỏe lại, cây nó bắt đầu nó phát triển đọt, cái phát triển rất là mạnh. Là thời gian là anh phun thêm cái em đốc tờ xanh với lại cái em mấy gói gì anh mau quên quá nhỉ. Phải công nhận là cái sản phẩm bên công ty Ba Tốt mình không có phải khen, nhưng mà mình thấy nó ổn định. Dàn cây là rất là vững khỏe. Nè, từ hồi nó phục hồi lại dàn cây là nó không bị xuống né, xuống không vàng nữa. Là lúc nào nó cũng đứng về cái diện né xanh ấy. Rất là xanh, là bộ rễ nó khỏe lại rồi. Anh Thất rất là cảm ơn bên công ty Ba Tốt đỡ anh để phục hồi dàn cây với được như ngày hôm nay. Không có dàn cây của anh chắc anh mang bánh cưa anh cưa hết rồi. Nó khỏe quá là anh không dám đổ nhiều luôn đấy. Rồi còn dư ít đưa cho Vinh đấy. Sản phẩm công ty Ba Tốt, khu vực Thống Nhất, Gia Kiệm, Đồng Nai được phân phối bởi đại lý vật tư nông nghiệp Lợi Phát. Quý bà con tìm mua sản phẩm công ty có thể liên hệ đại lý vật tư nông nghiệp Lợi Phát để mua sản phẩm chính hãng của công ty Ba Tốt. Khách, công ty đầu tư Ba Tốt là đơn vị chuyên phân phối sản phẩm phân bón hữu cơ sinh học được nhập khẩu từ các nước châu Âu như Tây Ban Nha, Đức, Ý, Hà Lan. Tư vấn miễn phí giải pháp canh tác nông nghiệp theo mô hình hiện đại, mô hình hữu cơ sinh học trên cây trồng có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, thanh long ruột đỏ, cây có múi, hồ tiêu, hoa kiển, rau màu các loại. Công ty Ba Tốt là đơn vị phân phối độc quyền dòng sản phẩm phân bón gốc NPK hữu cơ khoáng tại thị trường Việt Nam. Nông nghiệp Ba Tốt, kênh YouTube tư vấn kỹ thuật cây trồng miễn phí, liên hệ tư vấn và hệ thống phân phối hotline 0886 577757 hoặc truy cập website batot.vn.